khi những cánh hoa đào khoe sắc thắm, nhịp sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Yên Sơn trở nên sôi động hơn, nhất là việc được hòa mình vào phiên chợ những ngày giáp Tết. Người người nhộn nhịp mua sắm, hàng hóa phong phú đa dạng về với bản làng. Đi chợ phiên ngày Tết đã trở thành nét đẹp độc đáo của mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ tờ mờ sáng, người dân trên khắp các nẻo đường của vùng ATK đã tấp nập nô nức đi chợ. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng bước chân rộn ràng, tiếng nhạc sập sình vang vọng khắp nơi, tạo không khí sôi động chào đón mùa xuân về. Chợ phiên Hùng Lợi chỉ họp một phiên duy nhất vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Tuy giản dị nhưng bày bán đủ các mặt hàng thiết yếu của người dân, mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc miền núi. Đặc biệt đối với mỗi phiên chợ, những ngày giáp Tết thì bất cứ ai đến với chợ phiên Hùng Lợi cũng không thể rời mắt khỏi những gian hàng quần áo sặc sỡ của đồng bào dân tộc Mông. Chị Đào Thị Dung là một trong những tiểu thương bán hàng tại đây. Vào mỗi dịp chợ phiên, hai vợ chồng lại tất bật từ 6 giờ sáng để bày biện gian hàng, sao cho bắt mắt, thu hút du khách đến mua sắm. Những bộ trang phục Mông truyền thống thì có hai thời điểm là bán chạy nhất, đó là trước lúc giáp với Giáng sinh và lúc giáp Tết như mấy phiên chợ cuối này. Đối tượng mua thì thường hay là trẻ con, các cô gái và người già thì hay mua những cái chiếc chân váy để mặc đi chơi Tết. Giá trung bình thì dao động từ độ 500 đến dưới 2 triệu, cũng tùy từng bộ, tùy hoa văn phụ kiện đắt hay rẻ để làm thành một bộ xong rồi định giá tiền ạ. Chúng tôi làm ra những cái bộ váy hoa văn sặc sỡ, đẹp đẽ để cho một cái Tết vui vẻ, không khí xuân về sôi vui. Những cô gái Mông khi diện bộ trang phục lên đẹp là đầu tiên đã rồi, vui vẻ đón xuân sang. Bên cạnh sự tấp nập trong những gian hàng quần áo thì các mặt hàng nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, các sản phẩm nông sản, cây con giống, công cụ lao động cũng thu hút đông đảo bà con nhân dân đến mua sắm. Không những mua sắm, nhiều người còn lựa chọn phiên chợ để gặp gỡ bạn bè, cùng nhau thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong khu ẩm thực. Ai nấy đều mong muốn có một cái Tết sum vầy, sung túc và ấm no hơn. Đi chợ Hùng Lợi này, vâng, mua nhiều thứ. Mua nào là gừng, nào là mứt Tết, nào là lá rong nào. Đã mua đủ thứ rồi để làm tất niên của gia đình. Cuối năm thế này đông lắm và tấp nập, thấy không khí rộn ràng và vui. Ai cũng đầy đủ, mua đầy đủ các thứ để sắm Tết trong gia đình. Hôm nay từ 7 giờ tôi đã đi chợ sắm Tết. Tôi thấy có rất nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, không khí cũng rất vui nhộn. Tuy nhiên do điều kiện gia đình còn khó khăn nên tôi không mua quá nhiều, chỉ lựa chọn mua sắm một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ gia đình trong dịp Tết thôi. Chợ phiên Hùng Lợi đang tô điểm thêm sắc màu cho mùa xuân, đem đến không khí vui tươi rộn ràng trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022. Đây không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi để gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu văn hóa, góp phần bảo tồn bản sắc các dân tộc trong vùng ATK huyện Yên Sơn.